Chiều 5 tháng 9 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đây là ngày thứ 13 thành phố Hồ Chí Minh áp dụng siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn. Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phản hồi về một số thông tin được lan truyền trên mạng những ngày qua. Thứ nhất là thông tin bắt đầu sống chung với COVID-19 từ ngày 15 tháng 9. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo an toàn. Việc mở cửa có lộ trình tăng dần 30, 50, 70%. Sở Công Thương là đầu mối hướng dẫn các công ty có quy mô cao, giảm quy mô hoặc không được hoạt động, chuẩn hóa thông tin vaccine cho toàn bộ người dân, cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online, chuyển dần sang dịch vụ điều trị COVID-19 có thu phí. Ông Phạm Đức Hải khẳng định đây là những thông tin sai sự thật. Thứ hai là thông tin ai tiêm 2 mũi vaccine sẽ được hoạt động sau ngày 6 tháng 9 hoặc ngày 15 tháng 9. Ông Phạm Đức Hải cho biết, sau khi kiểm soát dịch bệnh sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng tham gia hoạt động. Hiện chưa có quy định cụ thể, do đó mong người dân bình tĩnh chờ quy định cụ thể của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này phải được ban hành từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trong buổi làm việc sáng 5 tháng 9 của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên với Ban Thường vụ Quận ủy quận 7, địa phương này trình phương án dự kiến thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới. Ông Phạm Đức Hải cho biết đây là phương án dự kiến được Ủy ban Nhân dân quận 7 đang xin ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố, gồm 4 tổ công tác, gồm Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Tổ công tác an sinh xã hội do ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Tổ công tác phục hồi kinh tế do bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư do ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Các tổ công tác đang chuẩn bị các nội dung liên quan cho từng giai đoạn, từ 15 tháng 9 đến 31 tháng 12 năm 2021 và từ năm 2022 đến những năm tiếp theo. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.